Rồi, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì Phiên sẽ chia sẻ với quý vị một cái quán bún mắm miền Tây nhá. Nằm ở số là 29 Nguyễn Thiện Thuật, đường 2 quận 3. Rồi, chúng ta sẽ cùng vào bên trong thưởng thức món bún mắm miền Tây này. Đây, bún mắm miền Tây này quý vị. Nhiều món này. Đấy. Nhìn rất là hấp dẫn. Đang tuyển người phục vụ quán luôn. Có tôm này, thịt heo quay. Cái con đường Nguyễn Thiện Thuật nha quý vị ơi, đường Nguyễn Thiện Thuật. Nay trời mưa, đường hơi ướt nha. Đây là đường Nguyễn Thiện Thuật nha quý vị. Rồi, mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng vào thưởng thức món bún mắm nha. Bên này là có chỗ ngồi ăn bún mắm này. Đây có một cái quán nào là sushi, quán sushi ở đây. Mắm miền Tây nha quý vị. Ở đây thì có sushi này, đất món, đặt món trực tuyến, nó đã đến đây nó review quán này rồi. Rồi chúng ta sẽ cùng vào bên trong nhá.
Thank you.